Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ dành một cái video đó chính là chia sẻ cách chăm sóc hoa mai đỏ sau Tết và làm sao để cho mọi người là hoa nó nở tứ quý quanh năm và các bác được chơi hoa liên tục nhé. Và nhà em thì vẫn tiếp tục cung cấp cho mọi người một cái sản phẩm đó chính là hoa mai đỏ. Và tại sao hôm nay thì cái video này em sẽ dành riêng để giới thiệu về dòng hoa mai đỏ thôi? Bởi vì có một những cái niềm vui từ những khách hàng nhà em chăm cây rất là đạt và em cũng muốn là chia sẻ những cái kinh nghiệm này đến những khách hàng nào mà lần đầu tiên biết đến dòng hoa mai đỏ. Đã. Và trước mặt các bác đây là một cái cây hoa mai đỏ, hiện tại nó vẫn còn đang lác đác bông hoa. Bởi vì sao? Đây là cái dòng hoa tứ quý nhé. Đây là em giới thiệu, em chia sẻ với mọi người cái dòng cây này nó nở liên tục trong năm chứ không phải là duy nhất vào thời điểm Tết đâu. Và đối với dòng hoa mai đỏ thì mỗi dịp Tết đến xuân về thì khách hàng hỏi rất là nhiều. Và nhà em bán mai đỏ cách đây cũng phải rơi tầm 4 năm bán dòng hoa mai đỏ này rồi. Nên là để nói về giống, chuẩn giống thì các bác yên tâm 100% là giống hoa mai đỏ. Đấy ạ, những cái nụ hoa còn tiếp tục đang li ri đây. Và cái dòng hoa mai đỏ này thì cách trồng và chăm sóc rất là đơn giản thôi ạ. Và em cũng sẽ đi qua cho mọi người một số những kinh nghiệm, những kỹ năng để mà các bác về các bác xử lý dòng hoa mai đỏ làm sao ra hoa nó đẹp nhất. Đây ạ, trước tiên đó chính là giá thể. Giá thể thì cái bầu đất của nó thì vẫn đang là đất nguyên nhá. Mọi người về giữ nguyên cái đất này nhá, cũng không phải vứt đi đâu. Tại vì nó là trồng trong bầu rồi, rất là cứng cáp và chắc chắn rồi. Và đây là một ít sơ dừa. Sơ dừa gọi là sơ dừa vụn. Thuốc kích rễ N3M không thể thiếu ạ. Và em quên mất là còn một lọ keo liền sẹo nữa. Keo liền sẹo, keo liền da cây. Đây là lọ kích rễ N3M để chuyên kích rễ cho cây. Dòng mai đỏ này về nhá, theo như kinh nghiệm của những người đi trước ấy, thì các bác làm theo hướng dẫn như sau. Tất cả những cây mai đỏ này thì cái tàn, cái cánh của nó ấy, nó rất là dài, nó rất là nhiều, rất là rộng. Đấy. Có những cây cao hàng 5-70cm, thậm chí hàng mét. Thực ra cái cây nó cao, nó dài như vậy không, những cây cành này nó không để làm gì ạ mọi người nhé. Đây ạ, khách hàng nhà em khi mà mua hoa mai đỏ về, đây là một khách hàng nhé. Anh này anh ở tận trong Đắk Lắk hay gì đó. Để em nhớ lại xem nào. Anh này như anh ở trong Đắk Lắk. Anh mua cây mai đỏ anh chuyển khoản luôn mọi người ạ. Đó. Khi mới về anh chụp lại cho em đây. Mọi người thấy chưa? Một cái cây mai đỏ mà trơ trụi không còn tí lá nào. Đấy, cắt sạch. Cắt hết tất cả những cái thân có cành cao, cành rườm già, họ cắt hết đi và bôi keo liền sẹo. Tất cả như vậy. Và hôm nay ạ, đây là cái hôm mà anh ấy nhận là hôm mùng 10 tháng 2. Và hôm nay, mọi người biết không? Hôm nay là 27 tháng 2. Tức là sau tầm nửa tháng, 17 ngày, nửa tháng. Các bác thấy hai cây mai của anh ấy đang lên hoa đẹp chưa? Hai cây mai lại tiếp tục đang lên hoa, chính là hai cây nam mai này này. Trời ơi, mình không thể tin nổi luôn ạ. Một cái cây hoa chỉ trong tầm nửa tháng mà lên những cái bông hoa rực rỡ như vậy. Đó, nhiều bác bảo về cành nó, nhận hàng nó gãy một tí xíu thôi, các bác đã kêu ca rồi. Nhiều người người ta không quan trọng cái cành đấy, người ta phải cắt trụi như thế này nhá. Đó, và sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người, bởi vì em cũng hỏi thêm kinh nghiệm từ anh này nữa. Thứ nhất là về các bác sang bầu cho em nhé. Cái chậu, trồng chậu không nhất thiết phải đánh ra vườn, trồng cái chậu nhỏ cũng được, to hơn cái chậu bầu này một chút. Các bác để phần lớp ở dưới là một cái lớp sơ dừa vụn. Đấy ạ. Các bác lấy cho em một cái chậu, các bác để một lớp dưới là một cái lớp sơ dừa này. Đấy, sơ lớp sơ dừa này các bác xử lý càng tốt. Sau đó các bác tháo cái bầu đen này ra. Các bác đặt cho em cái cây vào và các bác sới đất cho nó tơi ra một chút. Và phía trên các bác lại tiếp tục là lót thêm một lớp sơ dừa này. Đó. Đó, xong là một cái chậu hoa mai đỏ đã trồng xong và phun kích rễ N3M là ok. Đấy, anh phun kích rễ một tầm nửa tháng, 17 ngày là hoa bắt đầu lại lên một đỏ đẹp này. Đó, và hôm nay chia sẻ cho mọi người giống hoa mai đỏ này em bán cho mọi người một cây. Hôm nay xả hàng cho mọi người với giá chỉ có 150 nhá. Rất là nhiều cây đang có nụ hoa. 150.000 một cây. Đấy, về cắt nhớ nhá mọi người nhá. Cắt tỉa hết cành đi, không để cành làm gì cả. Hoa của nó càng bông, cắt tỉa bông càng to và cây của nó càng khỏe. Và các bác mua hai cây, tức là hai cây ngày hôm nay, em sẽ miễn phí ship 300.000, em miễn phí ship toàn quốc nhá. Đấy, rất là đẹp. Đó, các bác liên hệ cho em vào số điện thoại trên kim tiêu đề.